Chào mừng anh em đã quay trở lại với An Khang Computer. Và trước mặt tôi đây đang là Acer Switch 3, một chiếc laptop được ra đời ở cuối năm 2017 và thuộc phân khúc tầm trung của Acer. Và hôm nay cùng tôi mở hộp ra để đánh giá xem nó có những cái gì nhé. Ok, và đây là một cái hộp bìa cắt tông. Cảm giác nó cũng khá là bình thường, không có gì nổi trội so với các cái hộp khác cả. Đây thì các bạn có thể thấy là bên trong này nó sẽ có 2-3 cái để chặn máy để tránh việc va đập trong khi vận chuyển. Tôi đánh giá cái này là khá là cẩn thận đến từ Acer. Đây là vật chính của chúng ta. Khá là đẹp. Và cái mặt máy thì chống vân luôn. Còn ở phía bên này thì được trang bị một cái hộp nhỏ, chắc chắn là cái sạc. Sạc khá là bé. Còn một số các cái giấy và sách hướng dẫn sử dụng mà chắc chắn là sẽ trái đọc cả. Ok, và quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta, chiếc Acer Switch 3. Thì đập vào mắt tôi đó là một thiết kế cực kỳ đơn giản và sang trọng đến từ Acer, với đó là nhôm nguyên khối trải dài toàn bộ máy và với cái đường vân ngang. Phiên bản đây tôi đang cầm đang là phiên bản với màu xám bạc và còn một phiên bản màu hồng và màu xanh nữa cho các bạn có thể lựa chọn. Và chữ Acer thì được in nổi ở đây, một thiết kế cực kỳ đơn giản. Đằng trước thì không có gì đặc biệt nữa, chúng ta đi bên đằng sau đó là cũng chẳng có gì cả ngoài hai cái loa để ở hai bên này và có một cái gờ dài cũng như là hai gờ hai bên để cho nâng cái máy lên so với cái mặt bàn mà sử dụng, giúp cho bạn có một tầm nhìn tốt hơn. Và cái việc máy được nâng lên sẽ giúp cho cái tản nhiệt này nó hút khí được vào nhiều hơn và tốt hơn nữa. Máy thì có trọng lượng khoảng 1,6 cân, một cái trọng lượng cũng không phải là quá nặng nhưng mà cũng không phải là quá nhẹ để các bạn có thể thoải mái mang đi đăng vác, mà khi tôi cầm một tay như này thì cũng cảm giác nó khá là nặng đấy. Chiếc máy thì mỏng khoảng tầm 18mm, một thiết kế cực kỳ mỏng đến từ Acer. Và ở hai cạnh thì chúng ta có thể nhìn thấy đó là một cổng sạc này, một cổng HDMI, một cổng Type-C, hai cổng USB 3.0, một cổng để kết nối tai nghe và Bluetooth 3.0, tai nghe và mic 3.5. Còn ở phía bên phải thì chúng ta có một ổ SD và một cổng USB 2.0, cũng như là một cái lỗ để các bạn có thể sâu khóa là máy lại để cố định ở một chỗ, tránh trường hợp người ta mang đi chỗ khác chẳng hạn. Ngoài ra thì màn hình của Acer Switch 3 còn được trang bị đó là một mặt kính cường lực Gorilla Glass. Nghe thì có vẻ rất là hầm hố như kiểu là Gorilla con khỉ kinh công ấy. Thêm vào đó nữa là một cái viền bằng cao su trải dài và dọc xoay quanh cái màn hình này để tránh cho cái việc va đập với cái mặt phía bên dưới và tránh cho việc xước xát tạo ra ở vào màn hình. Phía dưới thì Acer Switch 3 được trang bị đó là một chiếc touchpad mà tôi cảm giác nó rất là rộng, khá là rộng so với cả touchpad của các hãng khác được trang bị, và cảm giác di cũng như là ấn một cách khá là thoải mái. Và chỗ để tay thì tôi đánh giá là cũng hơi nhỏ nhưng mà cũng ở mức chấp nhận được, nếu với những người khó tính thì nó hơi bị nhỏ một chút nhưng mà với mục đích sử dụng văn phòng thì tôi nghĩ là nó khá là ổn. Còn một điểm đặc biệt nữa Acer Switch 3 được trang bị đó là công nghệ cảm biến vân tay. Các bạn có thể nhìn thấy được trang bị ở phía bên phải của bàn phím này, thì giúp chúng ta không phải quá mệt mỏi bởi những cái rãnh mật khẩu vài dòng nữa, mà đơn giản chúng ta chỉ ấn ngón tay ở đây thôi là laptop chúng ta có thể mở lên rồi. Một công nghệ mà mang lại sự đơn giản và tiện lợi rất nhiều cho người sử dụng. Có một điểm đặc biệt nữa là Acer Switch 3 được có thời lượng pin lên đến tận hơn 10 tiếng. Tôi nghĩ là đây là 10 tiếng trong điều kiện tiêu chuẩn của hãng đưa ra. Tôi nghĩ là chỉ dùng những tác vụ đơn giản thôi, khi mà các bạn muốn làm đồ họa hay một số tác vụ lớn hơn thì có lẽ là máy sẽ không được 10 giờ như này đâu. Nhưng mà về thông số đưa ra thì 10 tiếng nó vẫn là ổn với một chiếc laptop văn phòng phải không ạ? Và Acer Switch 3 thì còn một điểm đặc biệt nữa mà hãng nói rằng là nó sẽ thu và phát wifi tốt hơn 30% so với các loại máy thông thường khác. Như là các bạn không phải lo về cái chuyện hai vạch nữa, một vạch nữa không phải lo, mà chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái tốc độ thu wifi và một tốc độ vào mạng rất là ổn định với việc hai anten thu phát wifi được đặt bên phía rìa màn hình và một anten được chạy quay màn hình nữa, thì cái việc bắt wifi của bạn sẽ trở nên cực kỳ tốt và sóng wifi cực kỳ khỏe với Acer Switch 3 này. Và Acer Switch 3 thì có rất nhiều các phiên bản cho các bạn lựa chọn, đó là
các phiên bản 15.6 inch mà màn hình lớn hơn, hoặc là một cái phiên bản, những cái phiên bản mà được trang bị chip đời cao hơn, chip i5 đầu 8 hay chip i7 đầu 8 mang lại hiệu suất làm việc cao hơn với một cái mức giá thành chênh lên cũng không phải quá nhiều. Nhưng mà còn một điểm đặc biệt nữa, khi mà các bạn sử dụng con Acer Switch 3 này cho những cái tác vụ hơi nặng một chút, ví dụ như chơi những cái game nhanh như kiểu là OL hay sử dụng một số các cái tác vụ dùng hình ảnh, thì khi các bạn sử dụng lâu, các bạn sẽ nhận ra được một điều là cái phần đặt tay ở phía dưới này, cạnh phần touchpad, nó trở nên hơi nóng khi mà Acer Switch 3 được trang bị đó là vỏ nhôm nguyên khối, và việc tản nhiệt tốt và cái việc mà nhôm nó nhận kim loại nó dẫn nhiệt tốt gây nên các bạn cái sự nóng khi mà bàn tay các bạn chạm vào cái phần cạnh touchpad này để gõ phím. Nhưng thực ra để mà nói thì với một chiếc máy tính dùng cho tác vụ văn phòng thì chúng ta cũng không nên sử dụng nó quá công suất bình thường như thế là gì cả, và dĩ nhiên là chúng ta vẫn có thể chấp nhận được ở một cái mức độ mà dùng văn phòng và giải trí chơi game ở một mức độ vừa phải mà thôi. Và đó là tất cả những cái gì mà Acer Switch 3 có thể mang lại cho chúng ta: một chiếc màn hình đẹp, có kính cường lực, một cái bàn phím một cách thoải mái và có cả vân tay cảm biến nữa. Thêm vào đó nữa là khả năng bảo vệ mắt của màn hình cũng như là điều chỉnh được độ tương phản theo thời gian thực tế, tôi nhấn mạnh là thời gian thực tế, mang lại một trải nghiệm rất là tốt. Hơn nữa là một thiết kế mỏng và rất là sang trọng. Acer Switch 3 thì hiện tại đang được bán ở trên An Khang với mức giá bao nhiêu tiền thì tôi phải xem lại. Đây không? Tôi tra được rồi. Thì Acer Switch 3 có rất nhiều phiên bản đã được bán trên An Khang với việc màu các bạn lựa chọn cũng khá là nhiều, và mức giá nó dao động từ khoảng 15 cho đến 20 triệu với rất nhiều phiên bản, rất nhiều màu, cùng với đó là vô số quà tặng đến từ An Khang. Và còn chần chờ gì nữa, một chiếc laptop quá đẹp và quá hoàn hảo để dùng cho những cái tác vụ hàng ngày và tác vụ văn phòng của các bạn. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau của An Khang. Nhớ like và subscribe chúng tôi nhé.